Ok. Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và cái này thì video Khải sẽ cắt ghép riêng và sẽ hướng dẫn anh em cách kéo xe đánh ở bãi quả nha anh em. Nói chung là ở cái server này á thì chúng ta muốn hoạt động á thì sẽ sử dụng cái thân anh phù và nó hoạt động riêng. Đây là một cái map riêng hoạt động riêng anh em. Thì anh em muốn kéo xe ở cái bản đồ này thì anh em sẽ làm theo Khải nha. Hiện tại bây giờ thì Khải sẽ bật full màn hình cho anh em xem. Full màn hình bạc cho anh em xem. Đó. Đây nha anh em. Anh em đang xem livestream trên kênh của Khải với lại trên bang á, anh em có thể làm theo nha. Đó, đầu tiên. Hiện tại bây giờ đây á là cái chế độ bình thường anh em ơi. Cái này là chế độ World này, anh em thấy không? Ex chính là cùng lôn Khải này. Chế độ World BK Boss là cái chế độ này á, chúng ta chỉ kéo xe BK tranh bãi ở bên ngoài thôi. Đó, giết nhau đồ sát các kiểu bên ngoài nha anh em. Rồi, bây giờ là anh em muốn vào bãi quả để hoạt động cùng quả với anh em. Thì bây trước mắt chúng ta sẽ phù hợp chính vào nha anh em. Khải sẽ phù hợp chính vào khu vực hái quả này. Đó, được chưa? Rồi, ẹc phụ nó sẽ không biết đi đâu, ẹc phụ nó ngu lắm anh em ơi. Tầm này đó, cái auto này thì nó hơi ngu chỗ này anh em. Đó, anh em thấy không? Nó cứ đứng đờ nó chạy biết làm gì. Rồi chúng ta tắt hai cái auto này đi. Tắt auto con năm độc này được chưa? Tắt ngemy này được chưa? Rồi, Khải phù lên cái bản đồ hoạt động này. Đó, phải Khải sẽ phù tay từng ạc nha anh em. Đó, sẽ lên hái quả. Sang bot cũng vậy thôi. Sang bot anh em cũng phải chụp phải như thế này. Rồi anh em lên tầng tích thi hoặc tầng tích ngemy thì nó mới lên nha anh em. Rồi, trước khi đi anh em chết xong không? Anh em thiết lập là lưu đô hòa bình này. Đó. Anh em cho phụ lên rồi đúng không? Anh em tiếp tục cho ngemy này. Bãi hai quả này, đó lên được chưa? Đó. Bây giờ là hiện tại nó đang trong cùng một bản đồ hòa bình. Khải sẽ lưu luôn. Lưu luôn là lưu rương bản đồ hòa bình này, anh em thấy không? Đó là bên ạc ngemy nha anh em. Lưu rương này, đó xong này, xong lưu rương nha, ạc chính luôn. Tại vì thường thường anh em nhặt quả xong thì anh em cũng đi đánh boss luôn. Lưu rương rồi ok. Bây giờ Khải sẽ tắt vào auto cho nó dừng lại bình thường. Rồi đi kích xong. Ok được chưa? Đó, bây giờ đỡ anh em có thể di chuyển qua tập kích. Thì như thế này đơn giản thôi anh em ơi. Bây giờ Khải sẽ chỉnh chữ World cho này xuống cái phần tống kim. Tơ cao là tống kim nha anh em. Đấy, xem chưa? Xong này, đấy. Đã bây giờ hiện tại là đây là Khải đã chuyển qua chế độ tống kim. Đấy, hiện tại của Khải sẽ mua máu. Bây giờ Khải sẽ hướng dẫn anh em cách mua máu nha. Đây là lên bên trên đúng không? Giờ Khải sẽ ra tập kích đi. Ra tập kích xong Khải sẽ hướng dẫn cách mua máu riêng. Bây giờ Khải sẽ ra tập kích 6. Khải sẽ ra tập kích 6. Xem nó ra không? Hiện tại á, tầm giờ này á, nó bị như thế nào đó không biết, nhưng mà cái tầm giờ mà 8 giờ anh em, tầm tuần 8 giờ với tuần 12 giờ nha, thì anh em chỉ cần ra tập kết xấu thì xe nó sẽ ra tập kết xấu nha anh em. Còn cái tuần này á, cả đợi ý rồi, cái tuần 10 giờ này á nó auto 100% tập kết 8 nha anh em. Cái xe của mình đó, nó auto 100% đứng tập kết 8 anh em ơi. Đó, hiện tại bây giờ xe Khải đang đứng tập kết 8 chạy xuống này. Đó, nó ngu chỗ này anh em ơi. Cái 22 giờ hiện tại Khải đang ở cái vị trí là 22 giờ nên là cái tuần này auto nó chạy hơi bị ngu anh em ơi. Còn cái tuần mà 8 giờ tối á, với lại cái tuần 12 giờ trưa á, thì anh em cứ phù tập kết 1 thì xe nó sẽ phù ra tập kết 1 cùng anh em luôn. Rồi anh em phù tập kết 2 thì xe nó sẽ phù tập kết 2 cho anh em luôn. Còn anh em là ra được cái bản đồ này nào á thì anh em ví dụ di chuyển lên tập kết 1 thì xe nó sẽ từ khu vực dưới này nó chạy lên nha anh em. Đó. Còn bên trong bản đồ hòa bình á thì anh em đi bản đồ, anh em đi cái tập kết nào thì xe nó sẽ lên tập kết đó thôi. Bây giờ Khải sẽ lên nói chung là cái vấn đề này á nó bị cái giờ này anh em ơi, nó bị cái giờ này thôi. Nó bị cái giờ này là bị. Rồi, cái này là video hướng dẫn anh em cách vào di chuyển tập kết xe nha. Đó, xe nó đang theo rồi anh em. Chỉ có cái tuần 10 giờ này thôi, Khải đợi ý rồi. Chỉ có tuần 22 giờ này anh em là nó bị lỗi chỗ đó. Là nó không có theo tập kích những cái phù mình ra, nó không có theo. Nhưng mà ở tập cái tuần mà 12 giờ với 8 giờ là bình thường nha. Rồi tiếp tục, Khải sẽ chỉ cho anh em hướng dẫn anh em cách nhồi máu cho xe nha. Đây, phụ trợ nha anh em. Anh em nhồi máu cho xe này. Khải chỉnh máu cho anh em xem. Đây, máu Khải đây nha. Đó, xe Khải 318 này, anh em đợi ý nha. Đó, người mì bên này 45 nha. Xe chính Khải là 29 này, anh em nhìn số lượng này 29 này, 38, 45 đúng chưa? Bây giờ Khải chỉ cần nhấn cái ạc chính, Khải chỉ cần nhấn ạc chính bùm máu thôi thì xe nó bùm theo, anh em coi nha. Anh em để ý nha. Nhấn ạc chính bùm máu này. Đây, từ nha. Đây, tiếp tục này. Đầu tiên nha, Khải chỉnh cho anh em xem nha. Này, hậu cần nha. Anh em kích vô ạc chính của mình là ạc con lôn này, anh em thấy không? Khải sẽ ít kêu ạc con lôn này. Kích cái ạc của mình là con lôn này sẽ bùm máu cho cả xe luôn. Anh em nhấn nhồi thuốc, được chưa? Đây. Anh em thấy bằng nhồi thuốc không? Cái này là Khải đang cài phím số 1. Bây giờ Khải sẽ hướng dẫn anh em cách nhồi thuốc mà bằng phím khác nha anh em. Anh em thích phím số mấy thì anh em có thể cài lên phím số đó thôi. Đây, Khải sẽ tạo cho anh em phím số 2 đây. Không, phím 1 thì Khải cài rồi, đó. Khải test thử cho anh em xem nha. Đây, hiện tại Khải sẽ nhấn phím 1 cho anh em xem này. Có nó bơm máu này, có tự động bơm máu này. Đó, anh em thấy chưa? Thấy xe nó bơm máu không? Đó, anh em thấy không? Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy xe bơm máu chưa? Đó, bây giờ Khải sẽ hướng dẫn anh em này. Đây, anh em nhấn hậu cần nha, mua thuốc, được chưa? Cái này là bơm máu trong cái bản đồ tập kích với lại hoạt động boss nha anh em. Đó. Anh em nhấn nhồi thuốc. Rồi bây giờ Khải sẽ cài cho anh em số, đó là phím số 2.
Khải sẽ chọn nó là số 2 này. Đây, chọn số 2. Rồi tạo phím này. Đó, anh em thấy tạo phím được số 2 chưa? Đây. Sau khi tạo được phím số 2 rồi, anh em nhấn OK giùm Khải, được chưa? Đó, sau khi nhấn OK rồi, bây giờ anh em nhấn tiếp tục lại phần nhồi thuốc. Rồi, cái ở cái phần là cái phím chúng ta tạo là số 2 thì anh em muốn bỏ cái phím, muốn bỏ cái thuốc nào vào bên trong này thì anh em sẽ cộng nó vào. Ví dụ như Khải bỏ ngũ hoa ngọc lầu hoàng, là cái ngũ hoa ngọc lầu hoàng này là sẽ đánh tống kim này. Đó, thêm này. Tiếp tục, Khải sẽ cộng đó là Khải mua máu này đã. Khải mua một bình máu này đã nè. Tiếp tục này. Đó là ngũ hoa ngọc lầu hoàng nha, Khải sẽ mua máu trong cái tập kích. Đỡ đánh tập kích thì phải mua máu ngũ hoa cổ thành nha anh em. Rồi này, nhồi thuốc lại này. Đây, nhồi thuốc lại nha, số 2 này được chưa? Đấy, ngũ hoa ngọc lầu hoàng Khải đã ép một bình rồi nha. Một lần thì Khải chỉ uống một bình thôi, không cần nhiều. Rồi tiếp tục này. Khải sẽ cánh nó là ngũ hoa cổ thành hoàng, một bình này. Được chưa? Đấy, hiện tại Khải đã ép được hai bình này vào đúng không? Còn anh em muốn trâu hơn nữa, anh em phải mua hai loại máu. Khải chỉ này, anh em phải mua hai loại máu nha, anh em nhấn vào mua máu này. Anh em mua máu một cái bình máu 100 lượng nữa anh em. Anh em cứ 15 bình máu này và full máu cổ thành. Đây. Bây giờ Khải sẽ ép thêm một bình cửu chuyển cổ thành vào nữa nha anh em. Khải sẽ nhồi máu cho anh em xem. Đây. Khải sẽ quay tiếp tục lại cái số 2. Đó, hiện tại cái bình máu là cửu chuyển cổ hoàng thành, Khải chưa ép vào. Bây giờ Khải sẽ ép vào. Cửu chuyển cổ hoàng thành cũng là một ạ, cũng là một cái bình thôi anh em. Cũng là một bình thôi, số lượng một thôi. Rồi, bây giờ anh em muốn cho xe cắn theo anh em luôn thì anh em tích vào dấu này vô Khải. Nè, anh em thấy không? Các nhân vật còn lại đều bơm tỷ lệ 1-1, nhấn vô. Rồi, đây anh em nhấn thêm sử dụng luôn ở trong thành hoặc là nơi chiến đấu, phương chiến đấu là có thể sử dụng được nha anh em. Còn em không thích cũng bỏ cũng được, không sao. Đó, ok, được chưa? Rồi. Đó, bây giờ Khải sẽ nhấn phím số 2 cho anh em xem nha. Giờ là Khải sẽ nhấn phím số 2, xe nó cắn theo này. Được, Khải mua máu này cho anh em xem nha. Khải sẽ mua xe máu này luôn. Khải sẽ mua xe máu này luôn. Hai loại máu luôn nha anh em. Xe sẽ cắn hai loại máu rất là trâu. Anh em kiếm xe chỉ cần cắn như Khải là rất là trâu đây. Xe đều hai loại máu nha anh em. Đây, Khải cho mua tiếp này. Mỗi xe hai loại máu nha. Máu này máu trong tông kim, nó Khải mua trong cổ thành đó. Đấy. Khải cho mua ít ít thôi để test cho anh em xem thôi. Tại vì vào trong này anh em sẽ mua ngũ hoa cổ thành sẽ full. Rồi, bây giờ Khải sẽ nhấn phím 2 này. Bây giờ Khải đã cài đặt xong rồi, bây giờ Khải sẽ nhấn phím 2 này, anh em coi nó uống máu này. Anh em coi nó uống máu nha. Nè, nè coi này. Một này anh em thấy chưa? Thấy xe uống chưa? Còn nữa này. Đó anh em thấy chưa? Rất là trâu luôn nha anh em coi này. Tiếp tục này. Xem nha. Đây. Phím 2 này. Đó anh em thấy chưa? Tiếp tục này. Đó, anh em thấy chưa? Xe tự động cắn luôn nha anh em, rất là trâu. Cái này á, cái phím này á, anh em có thể cài anh trong tống kim cũng được nè. Anh em ăn nhanh cái phi tốc hay lệnh bài này nọ, kẻ xem mình ăn cũng được nha. À, Khải nhấn phím 2 tiếp này. Đó anh em thấy chưa? Đấy. Đây là cách hướng dẫn anh em cách bơm máu trong bản hoạt động của lại tông kim. Đó. Nói chung đơn giản vậy thôi anh em. Đó, xong rồi nha anh em. Bây giờ thì được rồi, hiện tại còn cái vấn đề gì nữa đây. Bây giờ là nói chung là cũng easy trên cái bãi sandbox anh em. Bây giờ ví dụ như anh em lên Nga Mi. Ví dụ như anh em lên Nga Mi nha, Khải sẽ tắt auto. Từ từ Khải sẽ phục vụ chính lên. Khải sẽ đi sandbox nha. Sandbox tiểu này, lên Thủy Yên này. Khải sẽ lên bút tiểu Thủy Yên này. Thủy Yên này. Đó, anh em thấy chưa? Khải lên Thủy Yên đúng không? Đấy, nhưng mà cái ịch phụ nó không có phù theo. Anh em phải chịu khó nhấn tay lên nha anh em. Anh em sandbox tiểu cũng vậy. Anh chịu khó nhấn tay lên. Đó, anh em sẽ lên Thủy Yên. Nhấn tay một lần thôi là được. Chịu khó, ví dụ nó có chết thì anh em cố gắng nhấc lên nè. Đó. Trong này á thì mình chắc vào thì auto xe nó sẽ chạy theo. Chứ nó không có cái kiểu kia anh em ơi. Đó, cái này là trong khu vực này nha. Đó, hiện tại đâu nó chạy lên không? Đang mua máu anh em ơi. Nó mua máu không? Ở trên bản đồ bot này đã Khải nghiên cứu lại nha anh em ơi. Hiện tại là hôm qua thì được nhưng mà hôm nay bị lỗi rồi. Cái bản đồ bot lên bot này đã Khải chỉ thêm nha. Để coi nó lên không? Auto nó bị lỗi này, thấy chưa? Đây, ok nha. Khải sẽ tạm dừng clip ở đây nha anh em ơi. Phụ anh em ban một tí. Hiện tại trên bản đồ bot đó, đã Khải nghiên cứu lại, đã Khải sẽ hướng dẫn anh em cách di chuyển lên bản đồ bot và mua máu và này nọ sâu nha anh em ơi. Đó. Rồi bây giờ Khải sẽ tắt cái clip này này. Khải lên phụ anh em ban.